Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý khác. Tính đến hết ngày 7 tháng 10, Ban vận động cứu trợ tỉnh tiếp nhận đăng ký và ủng hộ của trên 6.800 tập thể cá nhân, các cơ quan doanh nghiệp với tổng số tiền là 315,6 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ cứu trợ Trung ương hỗ trợ 180 tỷ đồng, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm ủng hộ 135,6 tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố cũng tiếp nhận tiền mặt và thông qua tài khoản cấp huyện 37,3 tỷ đồng. Các xã, phường, thị trấn tiếp nhận trực tiếp 15,6 tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp nhận và điều phối khoảng 530 đoàn ủng hộ, gồm nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm, ước giá trị khoảng 67 tỷ đồng. Các huyện, thị xã, thành phố cũng đón tiếp trên 2.000 đoàn ủng hộ nhân dân tại các địa bàn bị thiên tai bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị mạnh thường quân trực tiếp đến ủng hộ vùng lũ, giúp người dân ổn định cuộc sống sau thiên tai.